Chào các bạn, lại là mình Devil King đây. Sẽ cho các bạn giới thiệu một món đồ chơi mới vào đề chính luôn nào. Hôm nay sinh nhật của mình mà, mình đã có một món đồ chơi mới. Và biết đây là ai không? Đúng rồi, robot của Đức Vua. Để robot của Đức Vua, hãy chào Đức Vua đi. Chào, mình là robot của Đức Vua đây. Được rồi, đó bạn nghe nó nói là chứ, nó rất là thông minh đấy. Rất là thông minh luôn. Rất là thông minh luôn. Không phải ai giả giọng đâu mà chính là con này nói. À đúng rồi, để mình cho bạn xem về cái này nha. Dây cót của nó mình sẽ dẫn. Thấy chưa nó vậy? Nó có thể là Oh my god. Nó quá mạnh, đừng có làm vậy nữa hiểu chưa? Rồi. Ngày mai mình sẽ cho các bạn xem con này. Hoặc mình sẽ chỉ cho bạn cách ráp nó cực nhanh, nhưng mình không thể cho bạn biết cách để làm nó nào, mà mình sẽ ráp nó cực kỳ nhanh luôn đấy. Và chỉ còn có vài vậy thôi. Bye.